Với hội những người yêu chó thì việc họ đối xử với chó cưng của mình siêu tốt, sẵn sàng chăm sóc nó như ông Hoàng bà Hoàng không phải là chuyện gì xa lạ. Họ không ngại đưa chúng đi dạo mỗi ngày, thủ thỉ, cho ngủ cùng giường, thậm chí là hôn hít. Đương nhiên tất cả chỉ dừng lại ở một cái thơm nhẹ nhàng tình cảm thôi. Nhưng mới đây, một nữ TikToker đã khiến dân tình sốc trước đoạn video ghi lại cảnh hôn lưỡi với chính chú chó nhỏ của mình. Đó không hề là một cái chạm môi phớt qua, mà ngược lại trong suốt 15 giây của đoạn clip, cô gái này đã liên tục làm hành động há miệng, đưa lưỡi ra để chó cưng hôn lên. Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người đã lên án hành động này của cô gái và cho rằng nó cực kỳ mất vệ sinh, có thể gây mất an toàn cho cả cô và chú chó nhỏ. Bên cạnh đó, một số ý kiến còn chỉ trích cô vì không ngần ngại đăng tải video phản cảm như vậy lên mạng xã hội. Được biết, trang cá nhân của cô gái này sở hữu khoảng 20.000 lượt theo dõi và đăng tải khá nhiều video liên quan đến thú cưng. Việc yêu thương và cưng nựng cún cưng là điều nên làm, nhưng đến mức đá lưỡi như thế là chưa đúng. Một số cư dân mạng đã để lại bình luận. Xem xong mà cảm giác cơm nín luôn ấy. Bảo sao dù cũng thích cún cưng lắm, nhưng mình xem đến các thể loại clip người yêu không cần nhưng chó phải có một con. Nội dung chỉ mới âu yếm, tựa người hôn nhau, để rồi đặt con chó lên tay, lên đầu mình an ủi như thế thôi, đã thấy kỳ cục và phản cảm lắm rồi.